Hello hello, em chào các bác nha, chào các bạn. À, gần 6 giờ sáng này các bác Khi các bác chuẩn bị dậy đi làm ấy Thì cũng là lúc bọn em test xong đông máy và chuẩn bị đi ngủ <laughs> Thì em quay video nhanh thôi các bác nhé Trong video hôm nay là Note 20 Ultra và S21 Ultra Thì đúng là kỳ phùng địch thủ trong một mức tiền luôn đấy các bác Chọn con nào được gì mất gì Thì ở nửa cuối video em sẽ chia sẻ những ý kiến cá nhân các bác nhé còn cái đơn hàng này về có cái gì cần lưu ý Và có cái những cái điểm gì phải chú ý khi đi mua máy ấy, Thì em chia sẻ luôn này uh, Note 20 cha Các bác có nhớ ngày trước Em đã từng lên một video về cái Note 20 cha Mà mắt cam nó bị màu gôn ấy Màu gôn này này Đấy, Khi các bác nghiêng trong bóng tối này Đấy, Nó đen đen nhưng mà khi ánh sáng vào nó nổi màu gôn lên Thì có một cái kiểu hàng mà máy gôn nhưng mắt cam nó đen xì ấy để em chèn cái đoạn đấy nhá đây này đấy thì các bác có thể xem lại thì hôm nay xin giới thiệu với các bác một thế loại hàng mới vải đáy gà mái luôn trung quốc nó cập nhật công nghệ nhanh lắm các bác nhìn này đấy, em soi ánh sáng vào nhá vàng không máy màu vàng nắp lưng màu vàng rồi đây chúng ta tiến hành so sánh luôn các bác nhá đây máy màu vàng Mắt cam màu vàng Con này cũng màu vàng Mắt cam cũng vàng Nhưng các bác có thấy nó khác nhau không? Xin thưa với các bác Đây là vàng 4 của số 9 Còn đây là vàng nổi lềnh phành các bác này Thế thì đố các bác biết Cái nào là chuẩn Cái nào là lô đấy Nào cho các bác 5 giây để Đưa ra câu trả lời 5 4 3 2 1 Tinh tinh hết giờ à, Đây à, Lô nha lô này các bác nhìn thấy màu nó dại không màu vàng này đúng vàng mã luôn cái cách nhận diện nhanh nhất ấy. thì đây nghiêng đi phát này thấy nó đục không như nhựa luôn con này vẫn trong này rồi thì thực sự mà nói nhá các bác cầm một con chuẩn zin và một con lộ cộ này, này so sánh trực tiếp với nhau các bác có thể nhìn thấy nó khác nhau nhưng mà khi các bác đi mua hàng ấy, em chỉ sợ nó là như này này nó đưa cho các bác 5 con như thế này các bác không so nổi luôn hoặc là cầm một con như thế này thì phải những cái người cực kỳ gọi là tinh mắt mới thấy bất thường chứ còn đúng là vàng vàng này là cũng hợp mắt đấy rồi thế thì dựa vào đâu để chúng ta có thể cầm một con mà biết nó là lô nhỉ đơn giản thôi những cao thủ của kênh đâu rồi những khách khách hàng thân thiết của kênh đâu rồi đấy nghiêng đi này, này, này. nhìn trực diện trong vắt này nghiêng đi này đấy, thấy nó đục đục như nhựa chưa đấy là cái thứ nhất nhưng mà cái này là loại đơn giản nha tí nữa các bác thử nghiêng con này mà xem này, con cao cấp này này có thể là không nhìn ra nổi luôn đấy, nghiêng đấy nhá hoặc là này hoặc là này với những bác mà gọi là nhanh mắt này, các bác có thể nhìn thấy luôn à, cái cụm cảm biến laser này thấy chưa thấy chưa thấy chưa lô đây này rồi nhanh thôi em quay video nhanh em còn đi ngủ nữa cơ thức xuyên đêm mệt lắm sang mai lại còn phải làm việc với các bác nữa đây là màu vàng gold nhá vàng lô này thế còn màu trắng màu trắng thì sao? đây so cho các bác xem luôn. Đấy, các bác nghiêng này. tất nhiên là nó cũng có hơi hơi đục đi nhưng mà phải nói là cái độ trong của con này này là cũng khủng khiếp đấy. Bọn trung quốc bây giờ nó làm cũng đáng sợ đấy các bác. thấy nhá? zin này, lô này. Đây, các bác nhìn thấy không? nghiêng đi nó vẫn trong nhá, sợ chưa? Đây. trong. ngày trước ấy, mấy cái loại lô ấy, nghiêng này nó đục này. Đấy, đục này con này đỡ đục hơn nhiều nhé con này thì vẫn còn trong một phần trăm luôn à, màu trắng này nó làm cao cấp phết đấy thế thì dựa vào đâu để nói là con này không phải zin đấy các bác nhìn này đắp lưng màu trắng này cái mắt cam này trắng nhá đấy, còn con này các bác nghiêng ở màu góc nào đấy sẽ thấy nó nổi cái màu xanh lên ở ngoài thực sự là hơi khó nhìn nó nổi cái màu xanh lên về cái độ trong của quang học ấy, là tương đối ổn đấy các bác đúng mà phải chia sẻ như này này những ông thợ mà không cứng tay và hoặc không tiếp xúc với samsung nhiều là khả năng không biết con này lô đâu à, rồi đấy là cái vấn đề về màu sắc cái thứ hai nữa thì đây cái cảm biến laser này các bác thấy không đấy video chia sẻ rất nhanh mà đơn giản vậy thôi nha các bác nhé nhưng mà các bác dựa vào đấy tại thời điểm này là nó sẽ giúp các bác né được rất nhiều đấy các bác ạ em chia sẻ những cái này là không phải để dọa các bác là đừng có mua hàng của người ta người ta toàn hàng dựng cả đấy mua của em đi không em chia sẻ là để các bác có thêm kinh nghiệm chia sẻ để thợ thuyền việt nam tỉnh táo hơn nhiều kinh nghiệm hơn để làm việc với trung quốc cho nó sòng phẳng hơn một người trả giá thôi đừng để cả cái việt nam này trả giá trung quốc nó dí nhiều lắm rồi với cả để các bác có thêm những cái mẹo những cái kinh nghiệm vì cái thị trường hàng lộ cộ hàng dựng ở Trung Quốc này công nghệ nó liên tục cập nhật cập nhật cập nhật đấy, ngày nay gặp cái này ngày mai gặp cái khác thì cái này mới đấy em chia sẻ với các bác đây các bác cứ gần chỗ các bác thì mua này chỗ nào rẻ hơn thì mua này nhưng nếu mà mà không tức là như nào nhỉ các bác đi một vòng quanh chỗ bác chắc chắn đi mà không gặp con nào chuẩn đấy thì các bác vẫn mong các bác vẫn còn nhớ đến là còn một cái ông tên là Tím phát đấy, ông ấy bán hàng là ông cam kết là chuẩn và dám bảo hành một năm lỗi một đổi một nói được làm được nhé em làm việc 3 năm nay rồi chưa có ai phản nàn về dịch vụ bên em trừ những bác làm rơi vỡ máy thôi những cái đấy thì không ai bảo hành cho cả còn chỉ cần máy giữ nguyên tem đeo ốp lưng vào đừng làm cấn móp đừng làm rơi vỡ bảo hành một năm lỗi một đổi một luôn đấy máy không chuẩn thì không ai dám làm như thế và chính vì làm như thế nên em phải cố gắng cố gắng lọc đầu vào là chuẩn nhất nhé mọi sai lầm đều phải trả giá bằng chính con máy đấy luôn đấy các bác ạ rồi chia sẻ một chút nữa nhanh nhanh lên để còn đi ngủ ối rồi 6 giờ sáng rồi à, trong tầm tiền tại thời điểm hiện tại hiện tại là nó khoảng à, nếu mà hàng chuẩn zin và đẹp nhá nó dao động trong khoảng 10 10 triệu à? 10 triệu à... rưỡi đến 10 triệu 9 trên nhau một vài trăm thôi thì các bác chọn con nào chọn con nào thì nó là tùy cái nhu cầu của các bác thôi nhé à, chọn nốt 20 mươi khi các bác thích cái thiết kế của nó phải nói là thiết kế này quá sang đẹp và bất tử luôn cực kỳ đẹp còn cái việc có cái bút s này này thì con S21 Ultra cũng có bút S-Band đấy nhá Nhưng mà nó không gắn trong thân nữa, Và các bác phải mua cái bút khác Thậm chí các bác rút cái bút của con này ra này Viết lên cái màn hình con này bình thường nhá Cho nên là cái S Pen nó không phải là lợi thế Vấn đề chỉ là thiết kế Con này cầm lên cực kỳ cứng cáp và nam tính Đẹp Phải nói là đẹp Đấy Chỉ là thiết kế thôi nha Còn các bác chọn S21 Ultra khi nào Khi các bác thích ăn chắc mặc bền Đấy Thì cùng một tầm tiền hơn kém không đáng kể Thì con này này Nó sẽ ra mắt sau Nửa năm thì nó sẽ được cập nhật một số công nghệ mới con chip nó sẽ mạnh hơn này 888 thì nhiều người kêu nóng nhưng mà trên con này nó không nóng nhưng chắc chắn nó sẽ mạnh hơn con này tiếp theo nữa là cái đời sau ấy thì cái vấn đề về hỗ trợ lâu dài thì các bác sẽ được hỗ trợ thêm một năm hoặc ít nhất là nửa năm đấy cải tiến về máy ảnh à, nói như thế nào nhỉ về máy ảnh chính ấy, có thể là nó cũng một chín một mười thôi nhưng về cái máy ảnh zoom này nhấn mạnh về cái máy ảnh zoom nhé thì con này này 10 điểm ấy, thì con này chỉ khoảng 6 điểm thôi tất nhiên là không có mấy người lúc nào chụp ảnh cũng sẽ zoom lên 50x 100x cả nhưng mà nó hơn thì phải nói là hơn thật máy ảnh chính thì 19110 nhưng mà ảnh zoom ấy con con này này nó zoom lên càng đét luôn 30x nhìn rõ một luôn 50x vẫn rõ 100x thì hơi khó vì nó rung tay lắm mẹ góc rộng con này cũng cũng khủng hơn này đấy Thích uh, ăn chắc mặc bền Chọn con này Ở thiết kế thì không dám nói là xấu Đó, nó Nhưng nó sẽ có một cái sự nhận diện Rất là riêng Còn uh, chọn con này khi các bác Thích cái sự nam tính Thích cái sự lịch lãm và doanh nhân Rồi, đấy là chia sẻ Cá nhân của em thôi Còn uh, video hôm nay đấy Chỉ tập trung vào cái cái này thôi này là các bác có thể né được tại thời điểm hiện tại ấy, là các bác có thể né được tương đối nhiều đấy nhá em đi nhập hàng em biết đến thời điểm này con nốt hai mươi nó cũng không phải là mới ra mắt nữa mà kiếm được một con hàng chuẩn zin mà còn đẹp ấy là thực sự là rất khó đấy các bác ạ bọn em nhập hàng không không phải là cứ 10 con ăn cả 10 đâu cho nên có những cái gì hay ho mới thấy lạ là em chia sẻ với các bác ngay thì rất mong các bác ủng hộ kênh nhé thông tin liên hệ liên lạc của em đây nè chia sẻ thế này thì nhiều bác sẽ bảo là lên chém gió bô 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 nói được để bán được hàng thôi nhưng thực sự là nó cũng nhiều cái khó khăn và áp lực lắm nên rất mong các bác ủng hộ có thể là ủng hộ bằng cách mua hàng có thể là ủng hộ bằng cách đăng ký kênh à, cho em một vài cái bình luận động viên như vậy là em rất là cảm ơn rồi cảm ơn các bác nhé